Trong một gia đình vợ chồng hòa hợp cùng chung sức đồng lòng thì mọi việc đều được giải quyết êm thuận, xây dựng nên cuộc sống ấm no hạnh phúc. Cuộc sống của vợ chồng anh Lý Ngọc Hòa và chị Phan Thị Nội ở thôn Vĩ Kẽm, xã Cốc Bỉ, huyện Bát Sát là một ví dụ điển hình. Cây nào như cây này nó sành bán rồi. Mấy năm trước thì quả tươi này cũng được 25-30 đấy. Đợt này thấy bảo là hay 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 24-25 thôi. Sát đất nữa là trên kia thì anh đang tính mà năm nay mình trồng mua ít khoảng 2.000 cây quế rồi trồng nốt xong rồi đợi đất trống. Từ từ xem thời tiết như nào đã, không thì năm nay hạn hán quá. Quên đấy, hôm nay có hội chị em phụ nữ lên nhà mình hỏi mô hình gì đấy. Hôm nay bảo hẹn mọi người đến chơi mà lại bây giờ mới đi làm về. Mày còn nhớ ra đấy. Lấy anh đo cho anh. Mày cũng quay đo cũng có cây cũng được vành 60 rồi. Cũng gọi là thu hoạch canh khác rồi. Đã được thu hoạch rồi. Mời chị em nước. Và hôm nay là em cũng dẫn một số chị em hội viên trong hội phụ nữ đến tham quan cái mô hình phát triển kinh tế của gia đình nhà mình. Như là cái cách sắp xếp bố trí trao đổi công việc giữa hai vợ chồng. Ở đây cũng ai cũng biết làm kinh tế rồi, đó là học hỏi lẫn nhau thôi. Sáng hai vợ chồng dậy sớm chưa xong đi làm, đi ngồi đi làm, chiều lại đi thể thao, tối về nấu cơm người mỗi người làm một việc. Cái quan trọng ấy là anh chị cũng phải hiểu và chia sẻ cho nhau. Ví dụ như khi anh mà có công việc đột xuất anh đi xa thì chị cũng có điện thoại, anh có điện thoại thì anh thông báo cho chị một tiếng để chị biết. Hội phụ nữ xã cũng đã biểu dương cũng như là giới thiệu những cái gương điển hình tiên tiến thực hiện tốt cái bình đẳng giới trong các chi hội để tạo cái sự lan tỏa học hỏi lẫn nhau, để tạo cái sự thuận vợ thuận chồng cũng như là để phát triển kinh tế. Chiều nay mày tính thế nào? Chiều nay ở đánh ở cùng đội một anh hay là ở đội bên kia? Nào cũng được. Cấp ủy cũng đang xác định đây là một trong những cái nội dung cần quan tâm chỉ đạo để góp phần đưa thúc đẩy kinh tế phát triển kinh tế gia đình hòa thuận ấm no, để góp phần phát triển kinh tế chung của toàn xã. Cấp ủy